Chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm điện tử Data. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn về một mặt có tên là mặt Trigger 4 cổng USB Type-C BD QC 3.0 hiển thị LED. Mặt của chúng ta sẽ có chức năng chính là giả lập tín hiệu, mà qua đó có thể đo được điện áp và dòng điện áp, cũng như các chế độ sạc nhanh BD và QC có trên củ sạc hoặc là bót sạc. Mà qua đó ta có thể kiểm tra được các thông tin số liệu mà nhà sản xuất ghi trên đó có đúng chính xác là như vậy không. Và trên mỗi củ sạc và bót sạc khi ta sử dụng thường sẽ chỉ ra nguồn điện áp là 5V. Vậy nếu chúng ta sử dụng mạch này thì chúng ta có thể lấy được điện áp cao hơn 5V. Nơi củ sạc và bót sạc của chúng ta có hỗ trợ các chuẩn sạc nhanh BD và QC này. Ngoài của chúng ta sẽ có 3 cổng đầu vào, đó chính là một cổng USB, một cổng Type-C cái và một cổng Type-C đực. Và ngoài ra sẽ là một đầu USB cái. Và trước tiên mình sẽ kiểm tra cho các bạn đâu là củ sạc thường, đâu là củ sạc nhanh. Ở đây chính là một củ sạc thường, mình sẽ cắm vào. Ở đây chính là một đầu USB, mình sẽ cắm đầu in USB vào. Lúc này màn hình LED của chúng ta đã hiển thị 5.1V. Và để kiểm tra coi củ sạc của chúng ta có hỗ trợ sạc nhanh hay không thì chúng ta sẽ bấm mod. Vừa rồi các bạn đã thấy chữ BD. Và giờ chúng ta sẽ bấm hai nút down và up có trên mặt để coi điện áp của chúng ta có thay đổi hay không. Nếu mà thay đổi thì chứng tỏ mặt chúng ta sẽ hỗ trợ sạc nhanh ở chế độ này, và không thay đổi thì sẽ ngược lại. Không hiển thị gì hết. Cả hai nút đều không hiển thị gì hết, chứng tỏ củ sạc của chúng ta không có hỗ trợ chế độ sạc nhanh BD. Bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp nút mod. Vừa rồi mặt chúng ta vừa hiển thị chế độ sạc nhanh QC 2.0. Bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp tục hai nút up và down. Cũng không có gì thay đổi hết. Tiếp tục nhấn nút mod lần nữa. Chế độ QC 3.0. Cũng không có gì thay đổi. Vậy là ba chế độ BD, QC 2.0 và QC 3.0. Khi ta bấm up và down thì mặt chúng ta vẫn hiển thị 5V, không thay đổi gì hết. Chứng tỏ củ sạc này chính là củ sạc bình thường, không hỗ trợ sạc nhanh gì hết. Bây giờ mình sẽ thử củ sạc nhanh này. Và củ sạc nhanh này sẽ có hai đầu ra, chính là một đầu USB và một đầu Type-C. Trước tiên ở đầu USB, điện áp là 5V, chúng ta sẽ bấm mod. Ở chế độ QC 2.2, chúng ta sẽ bấm tăng lên 9V, 12V, hạ xuống. Ở chế độ QC 2.0 này, khi ta bấm up và down thì mạch của chúng ta có tăng lên và hạ xuống điện áp. Chỉ tỏ cổng USB ở củ sạc này có hỗ trợ sạc nhanh là QC 2.0. Tiếp theo mình sẽ bấm mod tiếp. QC 3.0. Mình đang bấm up và điện áp của chúng ta đang tăng dần. Và sau khi tăng tới 12V thì mà chúng ta đã dừng lại. Chứng tỏ cổng USB này có hỗ trợ chế độ sạc nhanh QC 3.0. Tiếp theo mình sẽ bấm mod thêm lần nữa ở chế độ BD. Ở chế độ BD thì mình bấm up và down thì điện áp của mạch không thay đổi. Chứ đó ở cổng USB này không hỗ trợ chế độ sạc nhanh là BD nha các bạn. Và tiếp theo chính là cổng Type-C. Mình sẽ làm tương tự như vậy. Như các bạn đã thấy vừa rồi mình đã thử ba chế độ thì chỉ có chế độ BD là nhảy điện áp. Tờ công tác sinh này chỉ hỗ trợ sạc nhanh là BD thôi nha các bạn. Và vừa rồi mình không thử đầu Type-C cái này vì khi sử dụng chúng ta sẽ cần có một sợi dây Type-C. Lúc này điện áp và chế độ thì nó cũng sẽ giống như đầu USB này thôi nha các bạn, nên mình sẽ không test đầu Type-C cái này. Vừa rồi củ sạc nhanh của chúng ta sẽ có hai chế độ BD và QC, giống như hệt nhà sản xuất đã đề ra trên đây. Và mỗi chế độ sẽ đều ra ba nguồn điện áp là 5V, 9V và 12V.
nhưng mà cái dòng tải ở các chế độ này sẽ khác nhau. Và giờ mình sẽ thử một vài thông số ở đây, coi nhà sản xuất có đề ra đúng không nha các bạn. Trước tiên mình sẽ thử ở chế độ WC, coi có ra 5V 3A như thông tin ở trên đây không nha các bạn. Và để kiểm tra dòng tải mình sẽ sử dụng một tải giả kết hợp để kiểm tra dòng tải nha các bạn. WC nằm ở đầu USB, mình sẽ cắm vào đây. Tôi sẽ kết nối cổng ra với cổng vào của tải và cổng taxi. Ở đây các bạn có thể sử dụng nhiều cổng khác nha. Và mình sẽ cấp nguồn cho tải hoạt động. Ở đây các bạn chú ý cho mình, phone ở đây chính là điện áp. Và dòng trên cùng này chính là dòng tải nha các bạn. Ở đây mình chưa kích hoạt nên dòng tải của mình vẫn là số 0. Ở mặt trigger của mình đang ở điện áp là 5V, là điện áp mình đang cần sử dụng. Bây giờ mình sẽ tăng dòng tải lên từ từ để coi chế độ sạc nhanh WC 5V này sẽ ra được dòng tải tối đa là bao nhiêu nha các bạn. Mình sẽ tăng lên 1, bấm start để khởi động. Cái dòng tải là một mạch của chúng ta vẫn chạy bình thường nha. Và ở đây mạch của chúng ta cũng có thể đo được dòng nha các bạn. Có sai số một chút nhưng không đáng kể. Tiếp tục mình sẽ tăng tiếp lên 3. Lúc này dòng đã cao nên quạt tải nhiệt của chúng ta đã hoạt động. Ở dòng tải 3A, mạch của chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Dòng tải trên mạch của chúng ta đang được đo cũng khoảng 3. Giờ mình sẽ tăng lên 3,1. Vẫn bình thường. Bốn A, 4.1, 4.2. Như vậy ở chế độ WC điện áp là 5V thì mạch của chúng ta có thể chịu đựng với dòng tải có thể lên đến 4.1A, lớn hơn 1.1A so với con số 3A mà nhà sản xuất đã đề ra. Tuy là có thể xài với dòng tải lớn hơn như vậy, nhưng mà mình khuyên các bạn vẫn nên sử dụng đúng với thông số mà nhà sản xuất đã đề ra để tránh hư hại cho thiết bị cũng như là củ sạc của chúng ta nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cổng BD có ra 9V 2.2A như trong thông số không nha các bạn. BD thì nằm ở cổng taxi, mình sẽ cắm vào đây. Mình sẽ chuyển sang chế độ BD. Đang ở chế độ 9V. Ở đây mình sẽ điều chỉnh luôn là 2.2A. Khởi động. 2.2A thì củ sạc chúng ta vẫn hoạt động bình thường nha các bạn. Giờ mình sẽ tăng lên 2.3. Bình thường. Tiếp tục tăng lên. Như các bạn đã thấy, tới 2.5A thì chúng ta đã quá tải. Như vậy chế độ BD 9V 2.22A thì củ sạc chúng ta có thể chịu đựng lên tới 9V 2.4A. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và thử vài thông số trên củ sạc có đúng như nhà sản xuất đã đề ra hay không. Và cái thông số trên đó cũng khá là chính xác. Còn các bạn thì sao, đã có ý tưởng gì cho việc áp dụng mạch này vào thực tế chưa? Nếu có thì mình sẽ để phần link mua hàng ở phần mô tả dưới video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ video của mình đã dài, các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của điện tử DT. Những vui lúc thông báo để nhận những video mới nhất từ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.